đi giữa dòng đời buôn ba khắp chốn, lòng tôi lo sợ những điều đau thương. Tôi sợ người qua lại nhìn nhau trong tim mang hờn oán. Tôi sợ những nỗi trái ngang của kiếp sống nhân sinh. Tôi nguyện cầu đấng Như Lai luôn bên tôi và che chở cả bao người, luôn sáng soi tâm từ bi cho nhân loại, yêu thương nhau dù gương mặt trắng thân quen. Phần bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch ni trưởng cùng chư tôn đức ni tại thiền viện Phổ Chiếu. Thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm Bính Thân, hội đủ duyên lành, đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu chính thức làm lễ khai pháp năm Bính Thân. Trước tiên, chúng con được về nơi thiền viện Phổ Chiếu để cùng chia sẻ với đạo tràng qua cái buổi tu học. Thì vô cùng cảm niệm ơn của chư tôn đức ni đã tổ chức và ưu ái dành cho những cái thời khắc để chúng con được có duyên với các Phật tử. Vì đây là một cái ơn nghĩa sâu dày mà trong bao nhiêu đời kiếp các Phật tử đã từng hộ trì, cho nên ngày nay được cùng với các Phật tử chia sẻ những kinh nghiệm tu học thì đó là một cái ân huệ rất là lớn. Xin thành tâm cảm niệm chư tôn đức đã hoan hỷ dành cho những cái thời khắc hết sức là có ý nghĩa này. Xin chào tất cả các Phật tử. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau sau một cái thời gian dài chúng tôi bận biểu Phật sự, cho nên không có dịp được thăm các Phật tử. Mà lần này được thăm lại đúng ngay cái ngày khai pháp. Mà khai pháp năm gì quý vị? Năm Bính Thân. Mà Bính Thân là cầm tinh con khỉ. Như vậy thì năm nay chúng ta làm lễ khai pháp và giờ này tất cả hội chúng đã cùng trang nghiêm thanh tịnh một dạ chí thành. Chúng tôi nguyện cầu Tam Bảo thì từ gia hộ cho việc tu hành của chúng ta luôn luôn được tinh tấn và được kết quả viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong buổi tu học hôm nay, vì là khai pháp năm Bính Thân, chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng về một số những cái mẫu chuyện của con khỉ, để rồi từ đó chúng ta rút ra cái kinh nghiệm để mà mình ứng dụng trong cái sự tu tập của mình. Bởi vì quý vị cũng biết là hình ảnh con khỉ á, được Đức Phật mượn để mà nhắc nhở cho cái việc tu tập của chúng ta rất nhiều. Thì chúng tôi nghĩ rằng các Phật tử cũng đã nghe những cái mẫu chuyện về con khỉ cũng rất là phong phú rồi. Tuy nhiên lần này thì chúng tôi tuyển những cái mẫu chuyện nó có cái thực tiễn gần gũi với cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, để chúng ta nghĩa là ghi nhớ. Đầu tiên thì xin kể cho các Phật tử nghe một cái mẫu chuyện xảy ra khi Đức Phật còn tại thế. Lâu nay các Phật tử chúng ta khi tụng kinh á, quý vị thấy coi cái phần mở đầu chúng ta nghe cái câu này rất là quen thuộc: Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, đúng không nào? Như vậy thì cái câu đó là cái nghĩa nó làm sao mà tại sao lại có nghĩa là cái danh xưng như vậy? Tức là như tôi được biết, được nghe, một thời Phật tại nước Xá Vệ, Xá Vệ quốc tức là nước Xá Vệ, nơi vườn kỳ thọ cấp cô độc. Kỳ thọ cấp cô độc là sao? Tức là cây của ông Kỳ Đà, mà vườn á, tức là đất á, thì là của ông cấp cô độc.
Ủa tại sao nghĩa là chúng ta lại có một cái tên gọi như vậy? Và trong những cái bộ kinh thì lại xuất hiện cái địa danh này. Như vậy là nhắc nhở cho chúng ta biết là ở nơi này Đức Phật đã thuyết nhiều, nhiều bộ kinh lớn mà ngày nay chúng ta được thừa hưởng. Vậy thì cái địa điểm này là ở đâu? À, nói tức là thành Xá Vệ ở bên nước Ấn Độ. Đó. Ngày nay nếu có dịp đi tham quan, đi qua nghĩa là viếng các cái Phật tích, thì thường thường trong phái đoàn người ta hay tổ chức cho chúng ta đến đây. Bởi vì cái chỗ này là một cái nơi rất là đáng nhớ, nơi mà Đức Thế Tôn đã giảng nhiều cái bộ kinh có ý nghĩa mà ngày nay chúng ta đang được là thừa hưởng. Vậy tại sao lại là Xá Vệ Thành mà lại là vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của ông Kỳ Đà? Nguyên nhân nó là như vậy. Cấp Cô Độc là một vị trưởng giả ở thành Xá Vệ. Ông rất là giàu có và ông nghĩa là thường hay đi buôn bán, đi nghĩa là tìm hiểu thị trường cũng như là giao du vấn đề nghĩa là kinh doanh. Thì thường thường ông đi qua bên thành Vương Xá, là nơi đó có một người anh rể để nghĩa là giao thương. Thì khi ông đi qua như vậy á, vì ông là một người giàu có cho nên cái người anh rể đón tiếp rất là nồng hậu. Nhưng mà có một lần ông đi qua thì người anh đón tiếp sơ sài thôi, tức là sau khi đón tiếp xong rồi bố trí nơi ăn chốn ở cho ông rồi thì không có màng đến nữa, mà toàn bộ gia đình gia nhân của cái người anh đó là đang lo một cái công việc rất là quan trọng cho ngày hôm sau. Thì khi ông hỏi ra đó thì mới biết là ngày hôm sau gia đình là tổ chức cúng dường Phật và tăng đoàn. Cho nên là ông thắc mắc, ông nói lâu nay á mình xuống đây về dưới này thì coi như là ông anh mình rất là hậu hỷ, nồng hậu với mình, mà tại sao bây giờ nghĩa là vì cái việc cúng dường Phật và tăng đoàn mà ông quên mất đi, có nghĩa là ông chỉ tiếp mình sơ sài thôi thì ông lo cái việc đó. Như vậy thì Phật là vị nào và tăng đoàn là ra sao? Thành ra ông cứ ưu tư khắc khoải cái chuyện đó, ông không biết là chuyện đó như thế nào. Rồi trằn trọc mãi ông không ngủ được, cho tới nghĩa là hừng sáng, mới có 2-3 giờ sáng thôi, ông quyết tâm là phải đi ra thành Vương Xá này để tìm thử coi cái vị Cồ Đàm đó là vị nào mà ông anh của mình nghĩa là kính trọng như vậy, và hôm nay là cái ngày cúng dường trai tăng đây. Thì khi ông đi như vậy, thật ra thì ông cũng không biết chỗ, ông chỉ biết là bây giờ mình cứ đi ra ngoài rồi nghĩa là từ từ rồi trời sáng rồi sẽ tìm không. Nhưng mà thật là cái duyên đặc biệt, ông đi một đổi ông thấy có những cái rừng trúc, nó nghĩa là thanh thản mát mẻ. Thế là ông từ từ ông đi tới, thì khi ông đi ông nhìn thấy có bóng dáng một người đang đi nghĩa là vòng vòng. Bây giờ thì chúng ta biết rồi, đó là đi kinh hành. Và nhìn cái dáng đó thì ông thấy cái người này đi rất là uy nghi chững chạc. Thì ngay lập tức trong tâm ông nói, có phải đây là ngài Cồ Đàm không? Thì ông mới đến ông thưa. Thì khi ông thưa thỉnh như vậy ông mới biết đây chính xác đó là ngài Cồ Đàm. Và qua một vài mẫu chuyện ông được nghĩa là thưa thỉnh với Phật, thì lập tức nghĩa là trong lòng ông dấy lên một cái niềm nghĩa là tôn kính vô cùng. Và ông thấy hạnh phúc lắm. Tại sao nghĩa là cái con người này mình ở gần mình thấy sao mà nó nghĩa là hết sức là an lạc. Mình thấy cảm thấy nghĩa là thân tâm của mình nó nhẹ nhõm hẳn. Thì khi nghĩa là ông được tiếp chuyện như vậy xong rồi, ông thưa thỉnh xong rồi, thì ông mới chợt nhớ ra, tại sao thành Xá Vệ của mình giàu có hơn thành Vương Xá nhiều lắm mà lại không được cái diễm phúc được đón tiếp Phật để mà về rồi thưa thỉnh giảng pháp, hay là có cái sự hiện hữu của ngài. Cho nên nghĩa là ông khởi cái niệm đó. Nhưng mà xong rồi thì ông cũng nghĩa là chào rồi tạm biệt Đức Phật để ông trở về. Và ông chờ tới buổi trưa thì gia đình đó tổ chức cúng dường trai tăng.
Và trong quá trình nghĩa là ông theo dõi cái buổi cúng dường trai tăng, tức là cúng dường Phật và tăng đoàn, rồi được Phật thuyết pháp, thì ông cảm thấy nghĩa là vô cùng hạnh phúc, những điều mà ông chưa từng nghe. Bây giờ ông nghe, ông thấy ông chấn động trong tâm tư của mình. Cho nên cái ý niệm mà buổi sáng đó, thì ông lại càng nghĩa là thúc mạnh hơn nữa. Ông nói như vậy là mình phải quyết tâm đó là thỉnh Phật về thành xá vệ. Tại sao thành vương xá như vậy, khô cằn như vậy, nghĩa là không có trù phú như xá vệ mà còn được cái duyên lớn như vậy, tức là được nghĩa là Phật đang ngự trị ở đây, đang hiện hữu ở đây, vô cùng là an lạc. Cho nên ông mới mạo muội ông thưa với Phật, thỉnh Phật nghĩa là về thành xá vệ. Thì ông cũng không có ngờ là Phật lại hứa khả. Tức là Phật nói nếu như ông về tổ chức được cái nơi chốn mà cho tăng đoàn có nơi tu tập, có cái nơi nghĩa là trú ngụ lại, thì ta sẽ hứa khả cho cái lời thỉnh cầu của ông. Cho nên khi đó ông rất là vui mừng. Nhưng mà sau đó thì ông lại chợt nghĩ là bây giờ cái đời sống của chư tăng mình chưa có tiếp cận, cho nên mình đâu có biết là phải tìm cái đất đai như thế nào, hay là mình tổ chức cái nơi chốn nghĩa là ăn ở của chư tăng ra làm sao. Cho nên ông lại quay trở lại, ông thưa với Phật, thưa với Phật là xin cho người hướng dẫn để chỉ bày cho con, cái là con làm được cái nơi chốn như vậy. Thì lúc đó Phật mới cử ngài Xá Lợi Phất về nghĩa là với ông Cấp Cô Độc để mà hướng dẫn cái cách nghĩa là tổ chức sau này xây dựng nghĩa là thành cái tinh xá. Thì các ngài sau khi nghĩa là được Phật hứa khả xong mới nghĩa là cáo lui đi về. Nhưng mà quý vị biết cái thời đó đó đâu có phương tiện mà như ngày nay đâu, phải đi bằng ngựa. Thành ra cả một tháng sau như vậy đó thì hai vị đó mới về tới thành xá vệ. Thì nếu ngày nay chúng ta đã đi Ấn Độ rồi thì chúng ta sẽ hình dung được cái đoạn đường đó. Thành vương xá tức là cái nơi mà có cái hương thất của Phật ở trên đó, gọi là cái đỉnh núi Linh Thú đó. Thì chúng ta lên trên đó thì chúng ta phải đi bộ rồi đi lên ở trên cái núi đó, rồi mình làm lễ ở trên cái đỉnh núi. Còn chỗ thành xá vệ á, là cái chỗ mà có cái cây Bồ Đề A Nan đó. Thì như vậy chị nào đã có đi rồi thì chúng ta sẽ biết được cái khoảng cách từ thành vương xá về tới xá vệ thành. Thành ra cả tháng sau các vị mới về. Rồi khi về như vậy á, thì ông Cấp Cô Độc ông nóng ruột lắm. Ông muốn là làm sao làm cho thật nhanh cái tinh xá để mà thỉnh Phật và tăng đoàn qua bên thành xá vệ để làm lợi ích cho người dân xá vệ. Cho nên ông hối hả cùng với ngài Xá Lợi Phất đi tìm. Thì ông đã là một cái vị trưởng giả giàu có, đất đai ông cũng rất nhiều. Nhưng mà mảnh đất nào mà ông nghĩa là thỉnh ngài Xá Lợi Phất tới coi, thì Xá Lợi Phất đều nghĩa là cho cái ý kiến là chưa có hoàn chỉnh. Nơi có nước thì lại không có cảnh, không có cây cối, không được mát mẻ. Còn nếu mà nơi có cây cối mát mẻ thì lại thiếu nước. Nên là nó không phù hợp. Bởi vì quý vị biết là tăng đoàn thì cả trên ngàn người, mà khi lưu trú lại thì đâu có đơn giản đâu. Nó phải có đầy đủ cái nguồn nước, rồi nghĩa là phải gần gũi để mà các vị đi khất thực hay là những cái sinh hoạt gì đó. Cho nên phải tìm cho kỹ. Thì sau cùng cứ lần lượt tìm hết những cái mảnh đất của ngài Cấp Cô Độc thì chẳng có được miếng nào hết. Không có nơi nào nghĩa là có thể đáp ứng được. Khi quý vị nghĩa là đi tìm như vậy thì tình cờ đi ngang qua một cái khu vườn, thì nơi này rất là thích hợp. Nơi này nghĩa là cái cảnh trí nó đẹp, nó mát mẻ, mà nó lại có nước nôi đầy đủ. Cái là Xá Lợi Phất nói nếu chọn được chỗ này thì hay biết mấy. Thì lúc đó Cấp Cô Độc nghĩa là mới nghĩa là hỏi thăm, bởi vì đất này không phải của ông. Ông mới hỏi thăm coi nghĩa là đất này là của ai. Thì khi hỏi ra thì mới hết sức là ngỡ ngàng, đất đó là của ông Thái tử Kỳ Đà. Mà ông Thái tử Kỳ Đà đó là con của vua Ba Tư Nặc, mà vua Ba Tư Nặc mới vừa ban cho Thái tử Kỳ Đà nhân cái dịp lễ sinh nhật, cho nên dễ gì, đúng không nè. Người ta nghĩa là con vua giàu có như vậy, làm sao mà mình có thể mình mua lại được cái mảnh đất này. Nhưng mà ngài Cấp Cô Độc á, vì lòng tha thiết muốn thỉnh Phật và tăng đoàn qua đây,
Cho nên cuối cùng ông mạo muội, ông thưa với Thái tử Kỳ Đà. Thì Thái tử Kỳ Đà mới nghĩ rằng ông này ổng xong mà ổng liều quá. Mình là thái tử, mình có đâu có thiếu tiền đâu. Mình đâu có nghĩa là khó khăn gì đâu mà ông đòi mua cái này. Mà hơn nữa cái này đó là vua cha mới ban cho mình trong cái lễ sinh nhật vừa rồi. Thành ra nghĩa là ông nghĩ là ông này sao ổng lại có cái tâm như vậy. Thôi thì mình thử ổng coi. Thì ngài mới thử bằng cách là gì nè. Ông Cốc Cô Độc à, nếu như ông muốn mua cái vườn của tôi á, thì ông đem vàng tới ông Trải. Ông Trải tới đâu rồi tôi bán tới đó. Thì nếu như ngày nay chúng ta có dám làm vậy không? Đem vàng mà Trải để mua đất thì ai mà chờ đất, nghĩa là mình thấy như vậy mình không thể nào làm được. Nhưng mà không ngờ là Cốc Cô Độc là đồng ý. Cốc Cô Độc nói nếu Thái tử đã đồng ý thì tôi sẵn sàng. Rồi xong rồi nghĩa là lúc đó Thái tử mới hối hận. Nó trời ơi, mình tưởng đâu mình thử ổng, ai vậy ổng liều dữ vậy ta. Ổng dám nghĩa là lấy vàng để mà mua cái vườn của mình. Nhưng mà đã là một thái tử mà cái lời mà nói ra rồi thì phải giữ uy tín, cho nên đành phải chịu. Thì nhớ ông Cốc Cô Độc ổng bắt đầu ổng tiến hành. Lập tức ngày hôm sau là ổng chở vàng tới, ổng lót là được mấy hôm như vậy. Thì một hôm nghĩa là ổng cũng đang có mặt để ổng chỉ huy cái công trình đó. Thì Thái tử Kỳ Đà đến, thấy ông nghĩa là đứng suy nghĩ, tính toán. Thì lúc đó Thái tử mới trêu ông, chọc ghẹo ông. Mới nói này ông Cốc Cô Độc, có phải là ông đang tiếc rẻ vì cái số vàng đem ra lót cái vườn này nhiều quá? Ông nghĩa là tiếc rẻ phải không? Nếu như ông tiếc rẻ thì ta thu hồi lại, cho phép ông rút vàng về. Ta không bắt buộc đâu. Tức là Thái tử lại thử ông thêm một lần nữa như vậy, dồn ông trong vào một cái thế nghĩa là khó xử. Nhưng mà thật ra không ai ngờ, ông nói thưa Thái tử không phải như vậy. Tôi đang suy nghĩ xem coi cái kho vàng nào gần đặng chở tới cho nó tiện. Tại vì vàng thì quý vị biết là nó nặng lắm. Mà nếu bây giờ mình lấy vàng từ ở cái kho mà xa xôi mà chở tới thì nó nhọc nhằn. Thành ra ông mới tính là coi lấy cái kho chỗ nào gần để mà chở tới. Cho nên sau cùng là Thái tử Kỳ Đà đành phải chịu rồi. Không ngờ ông này cũng liều quá. Mình nghĩ là ra cái giá cao như vậy đó mà ông vẫn cứ cố ông mua. Và bây giờ nghĩa là thử thách ổng như vậy mà ổng lại nói là ổng đang tính toán coi cái kho vàng nào cho nó gần. Thì xin thưa với quý vị, một thời gian sau thì Cốc Cô Độc đã lót vàng đầy hết. Nhưng mà cái đất á, thì lót vàng nó dễ, còn bây giờ còn lại những cái cây cổ thụ. Làm sao mà lót đây? Bởi vì đất á, mình để vàng xuống thì nó yên một chỗ, còn giờ cây á, thì lót vàng á, nó lại rớt xuống. Cho nên ông đang suy nghĩ cái cách là tính toán làm sao mà để lót luôn mấy cái cây đó. Thì lúc đó ông Thái tử Kỳ Đà, ông thấy rằng cái ông này tại sao ông liều quá mà ông quả quyết ông mua cái miếng đất của mình cho bằng được. Thì ngài mới hỏi, nói này ông Cốc Cô Độc, ông hãy nói thật cho tôi nghe, lý do nào mà ông gan dạ, ông dám liều lĩnh ông mua cái miếng đất bằng một cái giá trị rất là cao như vậy. Thì lúc đó ngài Cốc Cô Độc nghĩa là mới trình thưa lại. Sở dĩ nghĩa là tôi mua cái miếng đất của ngài là vì tôi muốn cúng dường cho Phật, cho tăng đoàn. Nơi đây mới hội đủ cho tăng đoàn ở. Và ông có biết không, tôi đã từng qua Du Vương Thành Vương Xá, tôi nghe Phật thuyết pháp thôi là tôi thấy chưa từng có. Tại sao Xá Vệ Thành mình người dân trù phú giàu có mà lại không được cái diễm phúc bằng Thành Vương Xá? Người dân Thành Vương Xá nghĩa là còn khó khăn nghèo khổ mà tại sao họ lại được cái diễm phúc? Họ hàng ngày họ được nghe lời của Phật, họ nhìn thấy những cái việc làm của Phật. Thành ra như vậy là họ quá diễm phúc. Còn mình Xá Vệ Thành này mình nghĩa là giàu có hơn mà tại sao mình lại không làm được? Cho nên ông thấy rằng tôi sẵn sàng hy sinh hết tất cả tài sản để làm sao nghĩa là mua cho bằng được cái mảnh đất này, để xứng đáng là cái nơi Phật ngự lại, là cái nơi cho tăng đoàn tu tập. Thì sau khi nghe như vậy đó, ông Thái tử Kỳ Đà ông mới thấy nghĩa là mình có những cái điều hổ thẹn.
Ông này ổng chỉ là một trưởng giả mà ổng còn nghĩ đến những cái điều lợi ích cho thành xá vệ như vậy. Còn mình là một thái tử, tương lai mình là vua của nước này, mà tại sao mình lại không nghĩ ra được chuyện này? Đó. Như vậy thì ở đây tạm thời chúng tôi ngắt ngang chỗ này, cắt ngang chỗ này một tí, để các Phật tử chúng ta suy gẫm về cái chỗ này. Các Phật tử chúng ta đã có cái duyên được gần gũi với Phật Pháp, rồi trong quá trình chúng ta tu học thì có những vị cũng chuyển hóa những cái thói quen của mình để cho nghĩa là nó xứng với cái việc nghĩa là chúng ta giác ngộ cái chỗ chúng ta tu học. Nhưng mà cũng có khi chúng ta quên, chúng ta mãi mê chỉ nghĩa là nghĩ đến cái học mà mình lại không đưa nó vào để thực hành, đưa vào ở trong cái ứng dụng. Như vậy thì chỗ này chúng ta nên hiểu như thế nào? Tức là một người đệ tử Phật á, khi chúng ta học những cái bài giáo lý, học những cái bài Phật Pháp, chủ yếu là làm sao mình chuyển hóa những cái thói hư tật xấu của mình để mình quay trở lại cái con đường đạo đức, và mình thật sự mình sống bằng nghĩa là những cái tâm hạnh, nghĩa là hiền lành đó, sống nghĩa là với đúng với tinh thần từ bi và trí tuệ, thì như vậy chúng ta mới xứng đáng gọi là nhớ ơn Phật. Chứ không phải nhớ ơn Phật là chúng ta học hết bộ kinh này tới bộ kinh kia thuộc lào lào, mà ở ngoài đối xử đụng tới cái là tham sân si nổi ầm ầm lên thì như vậy không phải nhớ ơn Phật nha. Nhớ ơn Phật là làm sao đưa cái tinh hoa của Phật, những gì Phật đã chỉ dạy, đi vào đời sống để làm lợi ích cho mình, cho mọi người chung quanh, mà nhất là người Phật tử tại gia. Mỗi một ngày quý vị đi học như vậy, đi sinh hoạt như vậy, chúng ta thấy coi, nghĩa là nếu ở ngoài người ta tiếc lắm, một ngày này người ta hái ra được bao nhiêu tiền, một ngày này người ta có thể đi du hí chỗ này chỗ kia, người ta vui thú biết bao nhiêu việc. Còn chúng ta bỏ hết tất cả những cái điều đó để chúng ta về thiền viện, để chúng ta khép mình trong cái sự tu học. Mà nếu bây giờ mình tu học, mình hiểu, mình biết mà mình không ứng dụng được thì tiếc không? Tiếc quá đi chứ, đúng không nào? Thí dụ là thầy lấy ví dụ bây giờ hôm nay mà nếu như quý vị muốn học một cái nghề nào đó, mình bỏ cái ngày chủ nhật để mình đi học nghề. Học nghề xong rồi mình phải làm sao từ cái nghề đó mà hái ra tiền chứ, đúng không nào? Phải làm lợi ích cho cái đời sống của mình. Thì cũng vậy, chúng ta đã bỏ một ngày để mà đi sinh hoạt, thì những gì chúng ta học tập được, những gì chúng ta tu được trong ngày này phải được ứng dụng ở trong cái đời sống hàng ngày, thì như vậy là mới xứng đáng. Vâng, chúng tôi xin trở lại. Cho nên ông thái tử á, ông suy nghĩ rất là chín chắn, và ông đã thấy được cái trách nhiệm. Một người trưởng giả mà người ta còn có lòng nghĩ tưởng đến người dân thành xá vệ phải được hưởng những cái phước báo này, phải được nghe lời của Phật, phải được thấy hình ảnh tu tập của tăng đoàn, để nghĩa là cải thiện cái đời sống của mình, để mình tiến lên giác ngộ, tiến lên nghĩa là những cái điều tốt đẹp. Cho nên ông thái tử ông tự ái rồi, ông thấy nghĩa là mình là một thái tử, tương lai mình là trị vì cái đất nước này mà mình lại không có trách nhiệm bằng nghĩa là cái ông trưởng giả. Cho nên đến đây bắt đầu là cái tâm của ông phát ra, ông nói ông cấp cô độc, ông đã dám mua cái vườn này thì thôi, đến đây ông cho phép tôi cúng những cái cây. Những cây này tôi xin cúng cho Phật và tăng đoàn, ông không cần phải lót vàng nữa. Đó. Thành ra từ đó cái vườn đó hình thành phải mang tên hai người. Cho nên chúng ta mới có cái danh xưng là Kỳ Thọ. Thọ có nghĩa là cây. Mà cây của ai? Cây của Thái tử Kỳ Đà. Cấp cô độc viên. Viên có nghĩa là vườn. Vườn của ai? Vườn của Ngài cấp cô độc. Từ đó nghĩa là hai cái danh xưng, cái tên của hai vị này đã ghép lại thành nghĩa là cái nơi chốn mà Đức Phật nghĩa là đã chuyển những bài pháp rất là vi diệu. Cho nên chúng ta ngày nay mỗi lần mà mình tụng đọc các cái bộ kinh hay là nghiên cứu tu học, mình thấm nhuần những cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta có quên được Ngài cấp cô độc không? Không thể nào quên được. Bởi vì nếu không có ông á thì làm gì mình có được cái diễm phúc như ngày nay, mình đọc được những bài kinh này. Bởi vì không thỉnh Phật về đây thì Phật đâu có nghĩa là giảng, đâu có nghĩa là thuyết ra những cái bộ kinh lớn đó. Nhờ cái duyên cấp cô độc nghĩa là dám hy sinh
cái tài sản của mình để mà thỉnh Phật về, rồi nghĩa là Phật thuyết pháp, những lời dạy đó nó đã trở thành những cái kim chỉ nam trong sự tu tập. Cho nên chúng ta đã lưu truyền 2600 năm rồi mà vẫn còn nghĩa là gìn giữ mãi. Quý vị thấy coi bây giờ đối với các cái bản kinh quý vị dám xem thường không? Hả? 2600 năm rồi mà chúng ta nghe là chúng ta nghĩa là thấy, nghĩa là nếu như mình chưa từng biết á, thì bây giờ mình được nghe quá thật là sung sướng. Bởi vì những cái điều này nghĩa là giúp cho mình sáng được ở trong cõi lòng của mình. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta mà tiếp xúc được nghĩa là pháp bảo, quý vị thấy coi chúng ta trân quý vô cùng. Nhưng mà nếu khi quý vị trân quý như vậy mà tìm lại cái nguồn từ đâu mà có được cái này, thì chúng ta mới thấy cái ơn của cấp cô độc nghĩa là rất là lớn. Cho nên ở miền Bắc á, trong cái chính điện mà thờ Phật á, chúng ta bước vào hai bên có hai cái vị trí thờ. Một bên thì gọi là Đức Thánh Hiền, tức là thờ ngài A Nan. Còn một bên á, thì gọi là thờ Đức Ông, đó chính là ngài cấp cô độc. Mà đối với người miền Bắc á, thì coi như Đức Ông là một cái vị nghĩa là rất là có lòng, luôn luôn nghĩ tưởng nhớ giúp cho những người nghèo khổ. Cho nên cái tôn danh của ngài mới gọi là cấp cô độc, tức là cung cấp cho những người cô độc, những người khó khăn. Thành ra miền Bắc á, bà con người ta mới nghĩ là hãy sinh ra mấy cháu bé đó, đầu tiên là phải bán cho Đức Ông, rồi 13 tuổi á, mới bán cho mẫu, tới 50 tuổi mới bán cho Phật. Cho nên cuối cùng biến cái chùa trở thành viện dưỡng lão. Quý vị biết nghĩa là những cái năm đầu tiên chúng tôi ra ngoài đó, rồi có một lần đi làm lễ quy y ở bên Hà Tây, thì bây giờ nó trở thành thành phố Hà Nội rồi. Thì cái người dân ở đó người ta vui lắm. Người ta nói đã mấy mươi năm rồi chưa thấy bóng nhà sư, mà bữa nay không chỉ thấy một bóng mà thấy tới 8 bóng lận. Có nghĩa là lúc đó thỉnh được 8 thầy, 8 thầy đến làm lễ. Thì sau khi chúng tôi làm lễ xong rồi á, là lần sau trở lại thì họ xin quy y. Nhưng mà họ nạp lên cái danh sách á, quý vị biết cái người nhỏ tuổi nhất là bao nhiêu không? 56 tuổi. Còn cái người mà lớn tuổi á, là 102. Đó. Rồi trong khi đó chúng tôi thấy nghĩa là các vị thanh niên, các vị trung niên, họ nghĩa là hộ trì, nghĩa là cho Tam Bảo, họ đang công quả đó. Mình mới hỏi, ủa sao các cô các chú không có quy y? Nói dạ bạch thầy đâu có được, tụi con chưa đủ 50 tuổi quy y các cụ ở. Nói chừng nào mới được quy y, 50 tuổi mới bán vô Phật lận. Thành ra nhân đó mà giải thích cho họ biết, để rồi nghĩa là sau đó thì phá bỏ cái lệ đó đi. Tức là phải đưa những người trẻ tuổi đến với Phật Pháp cho thật sớm. Bởi vì Phật Pháp chính là cái tài sản mà nếu nghĩa là họ được tiếp cận, họ được nghĩa là thấm nhuần, thì lợi ích cho cuộc sống của họ biết bao nhiêu. Và đã lợi ích cho bản thân mình thì còn lợi ích cho gia đình, cho những người chung quanh. Cho nên các Phật tử chúng ta nhớ nghe, sau này con cháu của mình mình phải tập cho các cháu, các con nó đến chùa sớm để nghĩa là nó được nghe quý thầy quý cô hướng dẫn những cái bài Phật Pháp, những cái cách nghĩa là sinh hoạt ăn ở trong nhà cũng như đối nhân xử thế, thì cái đó là rất là lợi ích cho các cháu. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được trở lại. Như vậy thì cái ơn của cấp cô độc mới là rất là to lớn, bởi vì nhờ ngài dám hy sinh cái tài sản của mình như vậy mà ngày nay chúng ta mới được thừa hưởng những cái lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn. Nhưng mà xin thưa với quý vị, chúng ta hãy xét lại coi cái hành động của ngài cấp cô độc á, ổng làm như vậy thì ổng có khờ khạo không? Nếu như cái tài sản của ổng á mà ổng chỉ sử dụng cho gia đình của ổng thì một đời hai đời rồi cũng tiêu tan, có phải không nè? Và có ai nhớ tới ông nữa không? Không. Nhưng mà khi ông biến cái tài sản đó trở thành nghĩa là cái tinh xá để thỉnh Phật, thỉnh tăng đoàn về đó, thì bây giờ chúng ta mới thấy 2600 năm rồi mình có quên ông đâu. Đó. Thậm chí có nhiều Phật tử nghĩa là đi trong mấy phái đoàn hành hương còn nói để mình qua bên cái thành xá vệ coi còn rớt cái miếng vàng nào trong này không. Vâng, chúng ta chỉ biết đi tìm vàng thôi mà chúng ta quên mất rằng trên mảnh đất này Đức Phật đã thuyết bao nhiêu bài pháp vi diệu, biết bao nhiêu nghĩa là những cái điều hay, điều đẹp. Tại sao chúng ta không lượm đặt những cái điều đó, đúng không nào?
Vâng, bây giờ chúng tôi xin tiếp. Như vậy thì trên cái vườn đó là cái nơi chốn mà Đức Phật nghĩa là thường thuyết pháp và cũng như giảng dạy cho chư tăng, cũng như là cho nghĩa là các vị cư sĩ đến thưa hỏi. Thì khi nghĩa là các vị mà quan chức thời bây giờ, tức là vua chúa quan quyền, hay là các vị trưởng giả, các vị nghĩa là có nghĩa là danh tiếng ở trong xã hội, thì khi họ đến á, thì được Phật tiếp á, thì họ vui lắm, họ thưa hỏi rồi nghĩa là họ cúng dường. Nhưng mà những cái lúc mà không có Phật á, thì họ lại buồn, tại vì Phật còn phải về cõi trời đi thuyết pháp, hay là ngày đi làm công việc Phật sự ở xa, đi nghĩa là độ chúng sinh ở những cái nơi khác, thì khi họ vắng mặt như vậy họ buồn. Cho nên ngài A Nan chứng kiến những cái cảnh đó, ngài mới thưa với Đức Thế Tôn, nói rằng để tránh cho họ những cái tình trạng nghĩa là khi mà họ đến á, họ không được gặp mà Đức Thế Tôn thì họ không vui, thì bây giờ chúng con tạc một cái tượng hay là vẽ cái ảnh, cái hình của Đức Phật, của Đức Thế Tôn để cho họ chiêm hưởng, hay là mượn những cái vật dụng của Đức Thế Tôn để cho họ nghĩa là có niềm tin, thì như vậy có được không? Thì Đức Phật không đồng ý. Đức Phật chỉ đồng ý là nếu như ông trồng ở đây một cây Bồ Đề. Thì sau khi nghĩa là Phật đã chỉ dạy như vậy, A Nan mới báo cái tin đó cho Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên mới đi về nghĩa là nơi Bồ Đề đạo tràng, chờ cho cái hạt Bồ Đề nó rơi xuống, nhưng mà không cho nó chạm đất. Bởi vì ngài Mục Kiền Liên có thần thông, cho nên ngài nghĩa là dùng thần thông hứng lấy cái hạt Bồ Đề đó đem về gieo trồng. Và sau khi trở thành cái cây Bồ Đề rồi á, thì cái con thì không giao cho ngài A Nan không trồng. Rồi giao cho ngài vua Ba Tư Nạc cũng không trồng, mà sau cùng là giao cho Cấp Cô Độc. Chính Cấp Cô Độc đã trồng cái cây Bồ Đề đó. Như vậy thì qua cái việc làm này, các Phật tử có khám phá ra được gì không? Ở trong đó nghĩa là hàm chứa một cái ẩn ý. Cái ngôi nhà Phật Pháp phải do chính người cư sĩ tại gia hộ trì. Chư Tăng là lo cái việc tu học. Thành ra quý vị thấy nếu mà Chư Tăng cứ mãi mê đi cất chùa thì còn tu được không? Đó. Rồi bây giờ nếu giao cho chính quyền, tức là ngày vua Ba Tư Nạc là tượng trưng cho chính quyền, thì một khi mà ông bị xuống ngôi rồi á, thì cái người khác lên thay thế nói cái này của ông vua ông làm, thì lại nghĩa là ông vui, rồi chừng đó xóa bỏ. Thành ra chỉ có người cư sĩ tại gia, tức là chính là các Phật tử á, là hộ trì cái ngôi nhà Phật Pháp là đúng nghĩa nhất. Như vậy thì sau này quý vị nhớ, nơi nào mà chúng ta có xây dựng thiền viện, chúng ta có xây dựng chùa chiền, thì người Phật tử tại gia là chúng ta phải tham gia. Bởi vì với cái công sức nghĩa là bá gia bá tánh như thế này, chứ cái ngôi nhà đó thật là có ý nghĩa, và nó tránh đi những cái tình trạng không phải để cho tăng ni phải lo toan nhiều, và cũng không để cho nghĩa là chính quyền người ta tham gia vào, thì nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng về cái vấn đề tình hình chính trị. Đó cái ẩn ý là chỗ đó. Vâng, bây giờ chúng tôi xin tiếp. Thì sau khi nghĩa là được Đức Phật chỉ dạy như vậy, A Nan đã trồng cái cây Bồ Đề đó, tức là Cấp Cô Độc đã trồng cây Bồ Đề đó. Và ngày nay chúng ta đến cái nơi vườn Cấp Cô Độc này vẫn còn cái cây Bồ Đề mà được gọi là cây Bồ Đề A Nan, tức là do cái duyên của ngài A Nan thưa thỉnh. Và đặc biệt là tất cả các phái đoàn khi mà hành hương về đây, thì trước khi vào lễ cái hương thất của Phật á, người ta đều đến lễ cây Bồ Đề A Nan. Tại sao vậy? Ai cũng nghĩ rằng cái công của A Nan. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi hé cái chỗ này, các Phật tử nghe cho kỹ nha. Tại sao Đức Phật không cho A Nan tạo tượng, không cho A Nan vẽ hình, không cho A Nan lấy những cái vật dụng của mình làm cái tín vật tượng trưng, mà dùng cây Bồ Đề? Bởi vì chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ, mà Bồ Đề là cái cây mà đã chứng kiến cái sự thành tựu của Đức Thế Tôn. Khi ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày đêm, lúc đó chưa gọi là cây Bồ Đề, chỉ là cây Tớ Bát Đa thôi, đúng không nào? Thì 49 ngày đêm đó có người đệ tử nào kế bên không? Không, chẳng có ai kế bên hết.
chỉ có cây bồ đề là nhân chứng của sự tu tập của Ngài. Ngài thành tựu. Cho nên chính vì vậy cây bồ đề đã gắn liền với Đức Thế Tôn rất là mật thiết, đã hộ trì cho Đức Thế Tôn suốt 49 ngày đêm để Ngài tu hành đến cái chỗ thành tựu. Cho nên tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, chúng ta còn một cái di tích rất là quan trọng, tức là tuần lễ thứ hai Đức Phật rời khỏi cây Bồ Đề, Ngài đi ra khoảng 100 mét. Lúc đó Ngài quay trở lại, Ngài nhìn cây Bồ Đề và Ngài cảm cái ơn của cây Bồ Đề đã che cho mình suốt 49 ngày đêm không bị nắng mưa, mình mới tu tập thành tựu. Mà Ngài cảm cái ơn đến mức độ là Ngài nhìn cái bồ đề chầm chầm như vậy suốt 7 ngày đêm. Đó, quý vị thấy coi, nghĩa là Đức Phật mà còn nhớ cái ơn của cây bồ đề nghĩa như vậy. Còn ngày nay chúng ta có nhớ ơn cây bồ đề không? Coi chừng tí nữa mình ra mình bẻ nhánh bây giờ, mình vặt lá bây giờ. Đó, vậy giờ là đệ tử Phật là không có nên nha. Chúng ta học qua cái bài này rồi là mình phải biết quý trọng cây bồ đề. Đó, chính Đức Phật đã dạy Ngài A Nan phải lấy cây bồ đề để biểu tượng cho Ngài. Nhưng mà ở đây á, nó có một cái thâm ý mà chúng ta nghĩa là suy xét chỗ này. Bồ đề là giác ngộ, mà có giác ngộ thì mới thấy Phật, đúng không? Chứ bây giờ quý vị lợi lễ cây bồ đề có thấy Phật được không? Nó chỉ là cái hình tượng nhắc nhở mình thôi. Cho nên khi chúng ta đến đó chúng ta làm lễ thì mình đừng nghĩ rằng cái này là tại vì mình muốn nhớ ơn Ngài A Nan, hay là cái chỗ này là Đức Phật đã dạy như vậy cho nên bây giờ mình đến mình đảnh lễ. Chứ thật ra bên trong á, nó có ngầm một cái ý là khi mình lễ cái bồ đề đó là mình phải thức tỉnh, mình phải giác ngộ thì mới thấy được Phật. Mà Phật đó là Phật ở đâu? Phật đó của ai? Của chính mình, đúng không nào? Tức là thấy được cái lẽ thật ở nơi nghĩa là mỗi người chúng ta. Đó, bài pháp đó rất là mầu nhiệm đó, rất là vi diệu. Đơn giản như vậy đó, nhưng mà chúng ta tu mãi không xong đâu. Rồi bây giờ từ nơi này nó mới xảy ra một cái câu chuyện. Một hôm Ngài A Nan đã thưa với Đức Phật, nói là mấy ngày hôm vừa rồi có những cái pháp hội người ta về đây rất là đông. Thì trước tiên là chúng tôi giải thích cái chỗ này. Thường thường á, quý vị nghe ở trong kinh điển, khi Đức Phật thuyết pháp chưa nói tới hội chúng ở bên ngoài mà chỉ nói tới với đệ tử của Ngài không là bao nhiêu vị rồi? 1250 rồi, đúng không nè? Chỉ nói là đệ tử của Phật thôi thì đã là cái số đó rồi. Mà thời của Phật có loa đài gì không? Có âm ly, có micro không? Có khi nào quý vị thắc mắc như vậy thì làm sao người ta nghe được? Có Phật tử nào thắc mắc chỗ này không nè? Nếu quý vị không thắc mắc là cái chuyện này lạ. Bây giờ chúng ta ở đây bao nhiêu người? Mới có 200 thôi mà cái lo phải vang 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 như vậy đó mới nghe nổi. Chứ mà thầy nói nhỏ chút nữa là thôi khỏi nghe. Không nè, thì thử hỏi coi 1250 mà mới là các vị tỳ kheo thôi, chưa nói hội chúng ở bên ngoài, thì làm sao mà nghe được? Mình nghe bằng cách nào? Xin thưa với quý vị, ngày xưa đó thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng tại vì các vị này có thần thông rồi cho nên là nghe bằng thần thông. Nhưng mà thực tế không phải như vậy. Một cái lẽ thật mà tất cả chúng ta đều đang sở hữu mà chúng ta lại không ngờ. Bây giờ chúng tôi xin hỏi các Phật tử trả lời dùng nghe. Quý vị có lỗ tai không? Lỗ tai dùng để làm gì? Nghe. Nhưng mà nếu mà cái tiếng nó nhỏ quá cái mình nghe được không? Không được. Cái mình thường hay nói là dạ không nghe. Nhưng mà xin thưa với quý vị, tại vì ngày nay á, chúng ta đang ở trong một cái tình trạng là coi như thích ứng với hoàn cảnh. Cho nên thí dụ như ở trên bàn chúng tôi mà có cái đồng hồ á, thì các Phật tử không nghe được cái tiếng tích tắc của đồng hồ đâu. Tại vì mình đang thích ứng với những cái âm thanh to lớn. Nhưng mà nếu như quý vị mà ngồi ở trong thất á, dài ba ngày sau thôi, thì cái tiếng tích tắc này á, nó như cái búa mà nó búa trên đầu mình lận. Chừng đó mình chịu nổi nữa không? Phải bỏ cái đồng hồ đi, không có nghe được nữa. Đó, mà cứ nếu ở trong cái nơi yên tĩnh như vậy á, từ từ rồi, xin thưa với quý vị, những cái con vật mà nó bò ở trên cái cửa sổ thôi mình cũng nghe được nữa.
Đó, mà khi cái thính giác của chúng ta mà đạt tới cái trình độ đó rồi thì có nghe Phật thuyết pháp được chưa? Đó, như gì thì phải khám phá nghe, chứ không phải rồi mình cứ cái gì mình cũng chụp lên là tại vì có thần thông, tại vì có thần thông, thì cái đó là chúng ta vô tình là mình bít lối hết. Mình phải đi vào cái trải nghiệm. Và ngày xưa á, khi nghĩa là tìm hiểu cái đoạn này, chúng tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chỉ nghĩ là tại vì các vị này tu hành có thần thông, cho nên nghĩa là Phật nghĩa là có khi không phải là nói bằng tiếng nữa, mà Ngài nghĩa chuyển bằng cái tâm của Ngài, cho nên các vị này cảm ứng được. Nhưng mà thực tế thì nó rất là khoa học, cụ thể lắm. Khi chúng ta ở cái nơi yên tĩnh thì cái thính giác của chúng ta nó phục hồi trở lại, và nó nghe rất là xa, mà nó nghe những cái tiếng rất nhỏ. Cho nên nghĩa là chỉ cần nghĩa là Phật nói một cách bình thường thôi, các vị tỳ kheo này hằng ngày đã nhập định, hằng ngày đã có sức tu tập, cho nên cái thính giác của các ngài rất là bén, đúng không nào? Đó, vậy thì rất mong các Phật tử chúng ta sau này đừng bỏ lỡ cơ hội nha. Khi nào mà quý vị có dịp á, nghỉ được vài ba hôm thì nên thưa thỉnh với quý vị ở đây tổ chức những cái khóa tu. Mình ở hẳn trong thiền viện vài ba hôm đi, quý vị thấy cái lỗ tai của mình nó khác liền. Nó không phải như hằng ngày mà mình ở thành phố mà mình nghe ồn ào quá, cái thành ra nó phải thích ứng. Chứ nếu không thích ứng là mình chịu không nổi. Đó là một sự thật. Cái hôm mà chúng tôi mới ra thất á, khi ra ngoài thất đi ngang qua chỗ quý thầy đang thọ trai, thì tự nhiên cái là mình nói chợ xong bữa nay làm gì quý thầy nói chuyện to tiếng quá. Hóa ra là tại cái lỗ tai của mình chứ không phải là tại quý thầy. Chừng vài ba hôm sau cái là nó mất cái đó, nó bình thường trở lại. Đó, thì như vậy là quý vị thấy coi cái thính giác của chúng ta rất là đặc biệt, và chúng ta thích ứng kịp với cái hoàn cảnh. Còn trong khi đó, chỉ cho quý vị biết là như con chó đó, nó cũng rất là thính, nhưng mà nó không có thích ứng như chúng ta. Cho nên mỗi lần mà nó nghe tiếng chuông, tiếng trống đó, là nó sủa quẳng 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 là nó sợ. Nó sợ chứ không phải là nó mừng đâu, nó sợ. Nó chạy cong đuôi luôn á. Là tại vì cái lỗ tai của nó không có thích ứng được. Vâng, như vậy chúng tôi xin trở lại giải được cái mối nghi là khi nói là Phật thuyết pháp mà cả ngàn ngàn người nghe thì chúng ta thật là nghi ngờ. Nhưng mà thực tế á, nếu ở cái nơi yên tĩnh và khi nghĩa là tâm của mình được lắng động thì là cái thính giác của mình nó phục hồi, mình nghe được. Vâng, câu chuyện xảy ra là như thế này. Ngạ Nan thưa thỉnh, cách đây mấy hôm khi Đức Thế Tôn giảng pháp thì con thấy cái bài pháp rất là mầu nhiệm, con nghe con chấn động nhiều lần trong tâm tư. Nhưng mà tại sao cái số hội chúng á, thì đông như vậy mà lại có năm cái trường hợp mà con thấy rất là lạ? Thì lúc đó Đức Phật mới nói ông thấy lạ như thế nào. Nó chính là năm người mà ngồi gần Đức Phật nhưng mà họ lại không có cái tâm nghe pháp. Con thấy họ nghĩa là lo một cái việc gì đó. À, thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nói như vậy thì ông hãy nói ra cái là tình cảnh lúc bấy giờ những người đó ra sao. Thì Ngạ Nan mới nói trường hợp thứ nhất á, là con thấy cái người đó cứ gật tới gật lui rồi một lát cái chui cái đầu qua một bên ngủ. Ở đây có ai không? Mà trong khi đó Đức Phật nghe là giảng những cái bài pháp rất là vi diệu, mà tại sao người đó lại không nghe được, cứ mãi mê ngủ? À, trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì con thấy có một người họ ngồi họ nhìn Đức Phật nhưng mà cái tay của họ là cứ gõ 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 dưới đất vậy nè. Thì bây giờ chúng tôi biết là quý vị không có gõ tại vì quý vị không ngồi dưới đất, nhưng mà cái chân của quý vị nhịp đó thầy thấy rồi đó. Thấy không, cái chân nhịp. Thì ra Ngạ Nan mới hỏi sao kỳ vậy, rồi tại sao lại có cái hiện tượng đó. Còn trường hợp thứ ba là cái vị này á, ngồi nghe thì không có ngủ gục, không có gõ tay, nhưng mà mắt á, thì cứ nhìn lên trời. Để coi ở đây có ai nhìn lên trời không? Tức là nhìn lên mà cứ nghe là nhìn trên trời không à. Còn trường hợp thứ tư á, thì có một người lúc nãy đi vào á, bẻ một cái nhánh cây, rồi bây giờ á, cứ cầm cái nhánh cây nghe Phật thuyết pháp mà cứ cầm cái nhánh cây vuốt tới vuốt lui như vậy. Đó là trường hợp thứ tư. Còn trường hợp thứ năm á, thì có một người nhìn Phật mà cứ mở con mắt đau tráo rồi Phật giảng như thế nào á, thì ở đây
tín chúng người ta nghe, người ta nghĩa là cảm xúc, người ta nghĩa là diễn bài. Nhưng mà cái người này thì cứ nhìn Phật trao tráo giống như một cái tượng gỗ vậy. À, thì ngài A Nan mới thưa với Phật là năm trường hợp như vậy. À, thì Phật mới giải thích. Bây giờ quý vị nghe cho kỹ nha. Trường hợp thứ nhất, Phật giải thích người đó đã nhiều đời làm rắn, cho nên mãi mê khoanh đầu vào ngủ. Rồi bây giờ cái nghiệp đó nó còn sót lại, tuy được làm thân người nhưng mà vẫn còn cái nghiệp cũ, cho nên rồi tuy nghe pháp mà cứ gật tới gật lui rồi lát cái cúi cái đầu xuống, chúi cái đầu xuống. À, như vậy thì bây giờ Phật tử chúng ta rút kinh nghiệm, khi nào mà mình có cái dấu hiệu này xuất hiện là mình biết mình đời trước có làm gì rồi. Hả? À, mà mình có muốn làm rắn nữa không? Không nha. Bây giờ mình làm người rồi, làm người là phải tiến lên chứ, đúng không nào? Bây giờ mình phải giác ngộ, chừng nào nghĩa là bằng Phật mới thôi, thì không thể nào quay lại làm rắn được. Vậy thì từ nay về sau là các Phật tử chúng ta nghe pháp là tuyệt đối thì sao? Không được phép ngủ gục. Phải nói vậy đó. Ngủ gục là hỏng liền. À, ngủ gục đó chính là cái nghiệp của con rắn còn sót động lại. Mà bây giờ quý vị nghĩa là xét lại coi quá khứ chúng ta có không? Có chứ, vô lượng kiếp khi chúng ta chưa nghĩa là được thành người, chúng ta đã trôi lăn trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thành ra có thể là mình cũng đã từng làm thân rắn. Thành ra cái nghiệp này mình có, đúng không nè? Thầy tin chắc là có hôm nào đó mà nếu mà thầy nói mà không sôi nổi đó, là quý vị cũng đà đà đó, lúc đó thầy là chuyên viên gây mê. À, thì như vậy là cái gì đó, cái nghiệp rắn nó xuất hiện rồi đó. Đó, tức là cứ quay đầu qua quay đầu lại rồi cái chuối xuống đó đó. À, cho nên Đức Phật nghĩa là chỉ bày cho ngài A Nan biết cái người này vì đời trước á đã có nhiều lần làm thân rắn, cho nên bây giờ được làm thân người nhưng mà cái thói quen cũ nó còn, thói quen cũ nó còn. Như vậy thì hôm nay á chúng ta học được cái bài này, rất mong rằng các Phật tử chúng ta từ nay về sau, nhất là cái giờ nghe pháp, giờ ngồi thiền, dứt khoát là không để cho nó gục nha. Bởi vì thầy biết bây giờ nghe pháp thì quý vị có thể tươi tỉnh chút, nhưng mà ngồi thiền sao? À, tí là coi chừng á, gió hiu là coi như là bắt đầu cái nó cứ gật qua gật lại. À, vậy là đó là do cái nghiệp con rắn ha. Cái thứ hai là cái người mà hay gõ tay, thì Đức Phật nghĩa là giải thích cho biết cái người này đời trước đã từng làm mối nhiều kiếp. Mà con mối á là khi nó tiếp xúc với gỗ á, à, là cái thức ăn của nó, hai cái càng của nó cứ cập vậy nè. Thành ra bây giờ là cái tay của mình nó quen. Nhưng mà ở đây thì thầy thấy không có nghiệp mối, nhưng mà cái nghiệp mà nghiệp chân đó là gì quý vị biết không? Hả? À, thường thường mình hay nói là đờn ca tài tử, hay là mình ca mình hát á, mình hay nghiệp. Như vậy thì thầy mong quý vị đừng biến thầy trở thành ca sĩ nha. Trời ơi, nghe pháp mà dưới này nghiệp chân thì hỏng hết rồi. Đúng không? Nhưng đúng như nào mình đâu phải ngồi nghe nhạc đâu. Chừng nào mình ngồi nghe nhạc á, thì quý vị nghiệp chân thì cái đó là đúng rồi, mình đánh nghiệp. Còn giờ ngồi nghe pháp mà. À, ngồi nghe pháp là phải làm sao? Nghĩa là mình được tề chỉnh. Bởi vì thân của mình có ngay ngắn thì tâm của mình nghĩa là nó mới yên. Còn bây giờ cái thân của mình cứ nhúc nhích vậy thì liệu ở trong này nó yên không? Bao nhiêu đó đủ trả lời rồi. Đó, có không nè? Đó, thì như vậy các Phật tử thấy nghĩa là nhất là những lúc chúng ta ngồi thiền, những lúc chúng ta nghe pháp mà cái thân của mình nó cứ lắc vậy là biết là ở trong này nó làm sao rồi. À, thầy đi kiểm thiền thầy biết là những cái trường hợp á, không phải quý vị ngủ mà cái đầu nó cái gì nó cứ đà đà là biết tại sao. À, ở trong đó đang nói chuyện với vọng tưởng. Nói chuyện với vọng tưởng á, rồi thành ra mình quên đi, rồi cái là tí nữa cái đầu của mình nó cứ đà đà theo đó, cứ nhúc nhích hoài. À, còn ông ấy vừa nghe ai đi ngang qua cái mở mắt dòm vậy đó. À, thì như vậy là hôm nay chúng ta biết rồi là mình cố gắng nghĩa là tránh, vì đó là những cái nghiệp không hay. Những cái nghiệp tiền kiếp của mình, khi mình làm con mối, khi mình làm con rắn. Rồi bây giờ tới trường hợp thứ ba, cái ông mà cứ nhìn ở trên trời á, thì Đức Phật mới nói ông này ngày xưa ổng là nhà phong thủy, ổng chuyên môn coi thời tiết. Hôm nay có nắng có mưa, cho nên bây giờ ổng ngồi nghe pháp mà cái nghiệp cũ của ổng nó còn, cho nên ổng ngồi ổng ngó trên trời không mà chúng ngó ai hết á. Vậy thì ở đây các vị nào có ngó trên trời không?
À, tại vì mình ở trong cái phòng cho nên mình không ngó, chứ nếu mà mình sinh hoạt ngoài trời á, chắc chắn là quý vị sẽ ngó đó. À, sẽ nhìn nghĩa là mây bay, ai nói gì nói, mình cứ theo mây không à. À, thì cái đó là chúng ta nên nhớ, do cái nghiệp của mình mà nó dẫn. Thì ngày nay mình đã được làm thân người, thân người rất là khó được, phải đầy đủ phước báo mới được làm thân người. Thì làm sao chúng ta phải sống trọn vẹn với cái thân này, để rồi nguyện từ thân này trở đi cho đến ngày thành Phật, à, luôn luôn là được làm thân người, và cứ tiến lên mãi, chứ không cho nó lùi dễ xuống. Mà bây giờ quý vị đã thấy rằng mình đã nắm chắc được bao nhiêu phần rồi, quy y tam bảo là còn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa không? Dứt khoát là không rồi, đúng không nè? Mà phải tu tập đúng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì là từ nay ba cửa đó chúng ta đóng lại rồi. Mà đã đóng lại rồi thì đâu có trở lại cái nghiệp cũ của mình nữa. À, dứt khoát vô đó nha. Vâng, bây giờ trường hợp thứ ba đến trường hợp thứ tư. Cái người mà cầm cái nhánh cây đó mà vuốt tới vuốt lui đó, thì Đức Phật mới nói tiền kiếp là con khỉ. À, cho nên con khỉ á, nó thấy cái nhánh thì nó nhớ lại cái nghiệp cũ, tức là nó trèo leo và nó thức bẻ cành. Vậy thì ngày nay Phật tử nào đến chùa mà hay bẻ cành đó, thì thầy cảnh tỉnh quý vị nha, coi chừng cái nghiệp gì, con khỉ. Đó, hãy nghĩa là bởi vì chúng ta thấy nghĩa là lâu nay á, mà không nói ra, nhiều khi các thầy các cô thương rồi sợ các Phật tử buồn phiền thành ra không nói. Chứ thật ra mình tới chùa mà mình cứ thấy cái nhánh này cái mình bẻ, mình thấy cái hoa kia cái mình hái, thì cái đó là cái gì? Cái thói quen của con khỉ. Cái thói quen của con khỉ. À, rồi nghĩa là sau khi mình cầm cái nhánh đó, mình không chịu yên. Cái tâm của mình đó, nó cứ dao động rồi, thành ra mình cái tay mình cứ bẻ qua bẻ lại như vậy nè. À, nó không có chịu yên. À, vậy thì từ nay về sau các Phật tử chúng ta cố gắng tránh những cái hành động này. Mà nếu bây giờ quý vị không bẻ một cái cành, nhưng mà quý vị cầm cái quạt mà cứ lắc qua lắc lại thì sao? Thì cũng vậy. Tức là chứng tỏ là cái tâm của mình không yên. Đấy không nha? Nói tóm lại là khi chúng ta ngồi nghe Pháp hay là khi chúng ta ngồi thiền, thì làm sao cái thân của mình nghĩa là nó tề chỉnh, nó yên ổn, thì tâm mình mới nghĩa là yên được. Còn bây giờ mình cầm cái gì mình cứ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại hoài, thì trong này yên được không? Không yên được đâu nha. À, như vậy thì trường hợp thứ tư đó chính là cái nghiệp của con khỉ. Mà nếu bây giờ chúng ta áp dụng cái chỗ này thì quý vị thấy coi tuyệt vời. Một người đệ tử Phật mà khi đã đến chùa rồi, dứt khoát là không có bẻ bất cứ một cái cành nào hết, một cái hoa nào cũng không bẻ. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị biết cái hoa đó đẹp thì mình đã thưởng thức rồi, tại sao mình không nhường lại cho người khác? Nếu chúng ta để cái hoa đó vẫn ở yên ở trên cái cành đó thì còn biết bao nhiêu người chiêm ngưỡng, còn biết bao nhiêu người nhìn thấy. Còn bây giờ mình thấy mình ưng quá cái mình bẻ cái tí nữa bỏ đâu? Bỏ trong cuốn tập, không hay bỏ trong cái túi của mình á, thì như vậy là cái hoa đó nó cũng héo, nó cũng hư. Thế nên là thành ra nó chả có lợi ích gì hết. Mà như vậy thì mình đó là còn sót động cái nghiệp của con khỉ. À, như vậy thì hôm nay là các Phật tử chúng ta thận trọng, từ nay về sau phải nghĩa là ấn tượng cái chỗ này cho thật là kỹ lưỡng, và nhất là cùng bàn bạc, cùng nghĩa là nhắc nhở huynh đệ với nhau là đừng bao giờ vô chùa mà bẻ cành bẻ nhánh, đừng bao giờ nghĩa là đi hái hoa. Mặc dù hoa có đẹp đi nữa thì tại sao chúng ta không chia lại cho người khác? Ta đã chiêm ngưỡng, ta thấy cái hoa này đẹp quá thì hãy để cho người khác cũng được ngắm, hãy để cho người khác nghĩa là cũng được nghĩa là chiêm ngưỡng như vậy. Đó, thì như vậy thì hay biết mấy, đúng không nè? À, đó là trường hợp thứ tư là nghiệp của con khỉ. Rồi tới trường hợp thứ năm á, thì Đức Phật mới giải thích cái ông này ngày trước á, ông hay nghĩa là tụng kinh Vệ Đà. Mà tụng kinh Vệ Đà là có nhiều câu thần chú, cho nên khi tụng câu thần chú á, ông phải nghĩa là chú tâm vào, ông không dám nhìn đâu hết, ông cứ chầm chầm như vậy. Rồi bây giờ á, ông đã trở thành là một người Phật tử ngày nay đang nghe Phật thuyết Pháp, mà do cái nghiệp cũ thành ra ông chỉ nhìn Phật vậy không à. Tức là nghe mà rồi cứ nhìn chầm chầm. Thì ở đây thầy cũng mong các vị đừng có nhìn thầy kiểu đó nha. Nghe là chủ yếu làm sao để cho cái tâm của mình nó được tiếp thu, rồi cái là mình thông qua cái đó để mình sáng lên, mình rõ ràng một vấn đề gì đó, chứ đừng có nhìn kiểu này là không được.
Như vậy thì chúng ta thấy năm trường hợp đó, khi ngài A Nan đã thưa thỉnh với Phật thì Phật mới nghĩa là dạy cho ngài A Nan biết: này A Nan, ông thấy một đời làm người tuy rằng có duyên với Phật pháp nhưng mà không phải ai cũng dễ nghe Phật pháp đâu. Cho nên cái đề tài á, cái chỗ này nó chính là ở trong cái câu chuyện gọi là Phật pháp nan văn, tức là Phật pháp coi vậy chứ mà khó nghe lắm. Đó, ngồi ở đó vậy đó mà có thời kỳ của Phật còn tại thế mà còn không nghe vô được thì huống hồ gì tới thời kỳ của chúng ta. Cách Phật đã 2600 năm rồi, cho nên thầy biết thầy nói gì chứ ở dưới quý vị nghĩa là muốn ngủ thì ngủ mà muốn nói thì nói à. Ông có nghĩa là hoàn toàn có thể chú tâm hết được đâu. Là bởi vì càng lúc cái đời sống sinh hoạt của chúng ta đó nó càng phức tạp, chúng ta lo toan nhiều mối. Cho nên hôm nay mà quý vị bỏ được một ngày đi tu tập như vậy đó, là phải nói hy sinh lớn lắm. Mà vì cái thói quen hàng ngày, giờ này là giờ nghe pháp, hoặc giả là giờ này là giờ ngồi thiền, nhưng mà cái tâm của chúng ta đâu có đặt để ở đây. Nhiều khi ngồi nghe vậy chứ mà đang nhớ ở nhà còn gì gì đó, tí nữa về làm tiếp, đúng không nè. Mà nếu thôi thì nhớ cái chuyện đó, sự nghiệp của quý vị đi. Nhưng mà có những cái chuyện đó, thầy nói nó đơn giản lắm mà mình cũng không có dứt nó ra được. Tại vì thầy biết tuy ngồi đây nghe pháp nhưng mà tí nữa quý vị nhớ ra về là mấy sư cô sẽ cho mình ăn bánh. Có không? Có chừng á, cái chuyện ăn bánh mà quên nghe pháp đó chứ không phải có đâu. Như vậy thì cố làm sao là loại bỏ những cái này. Bởi vì bây giờ chúng ta không nhớ nó, tí nữa chúng ta cũng ăn mà, đúng không nè, cũng có phần mà, đâu cần gì phải bận biểu với nó làm gì. Vậy thì những cái lúc chúng ta tọa thiền, những lúc chúng ta nghe pháp, làm sao tâm của mình buông xuống hết, được chưa? Mà tại sao lại phải buông xuống hết? Là bởi vì cuộc sống này không có phải lâu dài đâu, nhanh lắm. Ngày nay quý vị còn có duyên đến sinh hoạt với đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu, tháng sau chưa chắc nha, phải không nè. Tháng này chúng ta còn đi làm lễ khai pháp đó, nghe bài pháp này, nhưng mà tháng sau chưa chắc. Mà đâu có phải đợi tới tháng sau, có khi nghĩa là một hơi thở của chúng ta không vào nữa thôi thì chúng ta đã chia tay rồi. Cho nên nó nhanh lắm. Như vậy thì chúng tôi xin phép bước qua một câu chuyện khỉ kế tiếp, đó là câu chuyện được nghĩa là Đức Thế Tôn nhắc nhở cho các vị tu hành. Ngày xưa có một ông vua, ông nghĩa là có cái vườn đẹp, rồi ông thích nuôi những con thú. Thì quý vị cũng biết là ở bên Ấn Độ á, người ta coi con khỉ là một con vật linh, cho nên chẳng có ai dám bắt bớ gì nó cả, nó rất là tự do, mà phải nghĩa là chăm sóc nó. Nhưng mà mình cũng biết là con khỉ á, nó rất giỏi, nó bắt chước hay lắm. Thành ra mình tiếp cận với nó, nhiều khi mình thấy nó thông minh, nó lanh lợi. Thì ông vua này cũng vậy, ông đã có một cái vườn đẹp, ông nuôi một bầy thú, trong đó có những con khỉ. Và ông thấy những con khỉ thường thường á, khi ông cho ăn á, nó lại gần gũi và nó tỏ ra những cái sự thân thiện. Thì ông mới suy nghĩ, ông nói nếu như con khỉ này mà nó biết nói á, thì mình tâm sự với nó, mình nói chuyện với nó sẽ hay hơn nhiều. Bây giờ nó không có biết cho nên nó chỉ làm quen với mình vậy thôi. Mình cho nó ăn thì nó đến, còn không ấy thì nó lại chạy ra ngoài, mình không gọi nó được. Thì sau khi ông nghĩ ngợi như vậy, ông mới bắt đầu ông ra lệnh cho ở trong các vị quan trong triều đình. Nói này, nếu các ông quan á, lâu nay các ông kiến thức rất là giỏi, các ông rất là tài ba, vậy thì trong số các ông á, có ai có khả năng mà dạy khỉ nói được? Nếu người nào mà dạy khỉ nói được thì ta sẽ cân nhắc lên làm một vị quan thượng phẩm, tức là đỉnh cao, rồi sẽ tặng cho 5.000 đồng tiền vàng. Tức là tặng cho 5.000 đồng tiền vàng mà nâng lên nghĩa là cái bậc quan cao nhất ở trong triều đình. Thì sau khi vua ra lệnh như vậy đó, trải qua nghĩa là mấy tháng trời,
không có ông quan nào dám nghĩa là xin dạy khỉ hết. Tại vì người ta cũng thừa biết rằng con khỉ tuy nó thông minh như vậy, nó lanh lợi như vậy, nhưng mà dạy nó nói là cả một vấn đề không có đơn giản. Từ trước giờ chưa thấy ai làm cái chuyện này. Cho nên mấy tháng trôi qua, coi như trong nghĩa là triều đình không ai dám đảm đương cái trách nhiệm này. Thì bây giờ vua mới nghĩ rằng biết đâu chừng ở ngoài dân chúng sẽ có người nghĩa là có kinh nghiệm. Cho nên sau cùng thì nghĩa là cái thông tin này được loan tải ra trong nghĩa là dân gian, ai có khả năng dạy khỉ nói thì nhà vua nghĩa là sẽ ban cho 5.000 đồng tiền vàng và sẽ cất lên làm một vị quan thượng phẩm ở trong triều đình. Thì xin thưa với quý vị, cái thông tin này loan tải ra rồi dần dà ngày tháng qua lại người ta cũng không hy vọng, nhưng mà khoảng một tháng sau thì có một ông cụ, ông đến ông thưa với nhà vua muôn tâu bệ hạ, hạ thần xin nghĩa là đảm đương cái trách nhiệm đó, vì vốn dĩ là coi như truyền thống dòng họ của hạ thần đã từng dạy khỉ nói mấy đời rồi. Cho nên cái việc này nó không khó, đối với người khác thì rất là khó, nhưng mà đối với nghĩa là gia tộc của hạ thần thì cái chuyện này là cái chuyện gọi là nghề truyền thống. Thì ông vua ông nghe như vậy ông mừng quá, ông nói ồ như vậy là khanh có thể dạy được hả, mà phải bao nhiêu lâu? Nói muôn tâu bệ hạ, nếu mà một con khỉ mà muốn nói rành rẽ đó mà bệ hạ có thể trao đổi được với nó đó thì phải mất 20 năm. Thì ông vua ông mới ngẫm, ông ngẫm thôi cũng được, miễn sao 20 năm sau nghĩa là khanh đào tạo được, nghĩa là ngươi đào tạo cho ra được một con khỉ biết nói thì là tốt quá rồi. Đó được, nếu 20 năm, nếu bệ hạ cho 20 năm thì hạ thần sẽ làm được. Rồi như vậy thì ngươi cần điều kiện gì? Nói dạ nghĩa là muôn tâu bệ hạ, nhà vua ban cho hạ thần một cái khu vườn, một cái khu rừng, làm sao nghĩa là để cho đầy đủ những cái tiện nghi để cho bầy khỉ nó sống nghĩa là gần với thiên nhiên chừng nào tốt chừng ấy, và phải ứng trước 3.000 đồng tiền vàng để mà lo nghĩa là nuôi dưỡng cái bầy khỉ đó. Thì vua ngẫm ngẫm nó cũng được, nhưng vậy thì chừng nào nó biết nói rồi ta mới đưa tiếp 2.000 cho đủ 5.000, như vậy ứng trước 3.000 thôi. Thì sau đó nghĩa là vua mừng quá, lập tức nghĩa là ban ra yêu cầu các vị quan mà giữ nghĩa là công khố rồi này kia đó lo những cái điều kiện y như là cái người này đã ra cái điều kiện như vậy. Và vua hy vọng là 20 năm sau sẽ có một con khỉ biết nói, và chừng đó nghĩa là nhà vua sẽ nói chuyện được với khỉ rất là vui, nghĩa là ông thích lắm. Thì cái câu chuyện đó xong thì rồi thì cái người mà lãnh trách nhiệm mới bắt đầu nhận lãnh đất đai, nhận lãnh 3.000 đồng tiền vàng, những cái điều kiện gì đó với là những con khỉ. Thì về nhà được một hai hôm sau, bà vợ mới cằn nhằn mà nói ông ơi, mấy ngày nay tôi theo dõi rồi, sao ông liều quá, tại sao ông dám dối gạt vua, ông không sợ mất đầu hả? Mà không phải mất cái đầu của ông đâu, Chu Di tam tộc lận, cả dòng họ của mình, rồi dòng họ gọi là nội ngoại, vợ chồng gì là đi đứt hết. Tại sao nghĩa là ông liều lĩnh quá vậy? Thế thì cái ông này ông mới nói, bà nói sao tôi liều lĩnh? Nói còn gì nữa, tôi đã là vợ ông bao nhiêu năm nay, tôi có thấy ông dạy khỉ nói bao giờ đâu. Mà sao bây giờ ông dám hứa với nhà vua là ông dạy khỉ nói? Mà ông tổ, ông cố của ông cũng đâu có đâu. Tổ tiên của ông có ai dạy khỉ nói đâu mà ông dám nói là mấy đời dạy khỉ nói, rồi bây giờ ông lãnh cái trách nhiệm này thì như vậy là ông dối vua rồi. Trời ơi, không sợ mất đầu hả? Thì lúc đó ông này ông mới cười kha kha, ông nói bà ơi, năm nay tôi 70 tuổi rồi mà tôi hứa với vua là 20 năm, thì tới khi 20 năm lúc đó tôi còn hay không? Bà ông vua bây giờ ổng cũng là 70 mấy tuổi rồi, thì 20 năm nữa liệu ổng có còn đủ cơ hội để ổng nói với con khỉ hay không? Tại sao mình không lấy cái tiền của ổng? Ổng đã sung sướng như vậy, ổng đã đầy đủ như vậy mà ổng còn chưa hài lòng, ổng còn muốn được con khỉ nói, thì mình lấy cái tiền của ổng để mình ban bố cho người nghèo,
3.000 đồng tiền vàng tôi bố thí hết rồi. Đó. À, thì chừng đó bà vợ mới vỡ lẽ ra, thì ra ông này, ông đã nhận ra được cái gì? Vô thường, đúng không nè? À, đây là một cái bài học mà Phật tử chúng ta nằm lòng lắm, nhưng mà mình lại quên. Nãy giờ thầy nói, thầy biết quý vị theo dõi lắm, coi coi con khỉ nó có nói được hay không. À, mà mình quên mất cái bài học vô thường rồi. Như vậy thì rút kinh nghiệm từ bài học này là gì? Các Phật tử chúng ta lưu ý, những việc gì mình có thể làm được, mình được có hẹn, và chúng ta đừng để cái tâm của mình nó phóng như con khỉ đi xa, nó trèo leo nhiều quá mà đến mức độ mình không còn khả năng làm được, mà mình cũng cứ tin là mình làm được, thì như vậy có phải đáng thương không? Đáng thương không? Đó, quý vị thấy coi, cái chuyện đó là dạy khỉ nói 20 năm mà ông vua ông cũng tin, ông cũng chờ. Đó, trong khi đó nghĩa là khi về bà vợ hỏi lại ông này, nó 20 năm nữa thì liệu tôi còn hay không, mà dạy khỉ nói. À, ông vua thì liệu ổng có còn sống để ổng chờ được con khỉ nói hay không? À, thành ra cái chuyện đó chỉ là chuyện viễn vông, nhưng mà trước mắt á, là mình lấy được cái đồng tiền của ổng để ra bố thí. Ông đã giàu có, ông đã sung sướng như vậy mà ông còn chưa có hài lòng, lòng tham của ông vô đáy. Đó, chúng ta hãy nghe là nghiêm từ những cái câu chuyện này để xét lại lòng mình. Nhiều khi chúng ta đã có nhiều phương tiện lắm rồi mà mình cũng chưa hài lòng, mình còn nghĩ những cái điều hết sức là cao vời xa xôi, để rồi cuối cùng chết trong tuyệt vọng. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Có nghĩa là điều kiện mình có mà mình lại không hài lòng, rồi mình có mong mỏi cuối cùng nghĩa là chúng ta nín thở mà đột xuất một cái rồi, thì có phải là chết trong tuyệt vọng không? Tức là chết trong cái mà mình nghĩa là chưa hài lòng, mình chưa có hả dạ. Mà đâu có phải mình nghèo khổ gì, đâu có phải mình khó khăn gì, mình dư giả đối với người khác, mình nghĩa là tốt hơn đối với người khác, mà tại sao mình không biết ngay đó mình nghĩa là thừa hưởng cái đó, ngay đó mình chấp nhận cái đó, thì yên tâm quá đi, hết sức là an ổn. Vâng, xin mượn câu chuyện này kính chúc tất cả các Phật tử chúng ta sống được như vậy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin được thành tâm cảm niệm, cảm ơn chư Tôn Đức Ni đã dành cho chúng con có những giờ phút hết sức là có ý nghĩa và chia sẻ được với các Phật tử. Và nguyện với các Phật tử là đầu năm Bính Thân là năm con khỉ, chúng ta học những bài của con khỉ là mình phải biết cách để mình ứng dụng ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, để từ nay về sau nghĩa là chúng ta không có trèo leo nhảy múa như con khỉ nữa. Nhớ vậy nè, nhớ là ngồi thiền nghe pháp là phải đúng với thân người, chứ đừng để nghĩa là giống như thân của con khỉ nữa. Vâng, chúc quý vị thành tựu pháp tu ngày hôm nay. Vâng, trước khi hồi hướng, chúng tôi xin được thông báo cho các Phật tử biết là ngày tu học tháng sau, vào ngày 10 tháng 4 dương lịch, tức là nhằm ngày 4 tháng 3 âm lịch, năm Bính Thân. Các Phật tử nhớ chưa? Ngày 10 tháng 4, đó là dương lịch, còn ngày âm lịch là ngày mùng 4 tháng 3 năm Bính Thân. Các Phật tử nhớ, để rồi lần sau chúng ta trở về tham gia sinh hoạt nghĩa là một cách đông đảo đầy đủ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lượng với bà thầy, hôm nay là ngày tập trung đầu năm của đại đại chúng ta tổ chức chúng con. Hôm nay thầy đã về đây để dạy cho chúng con tu học. Thầy về đây hướng dẫn chúng con từ lúc đạo tràng chúng con bắt đầu thành lập, và cho đến ngày hôm nay thầy không quản ngại đường xá xa xôi để về đây hướng dẫn chúng con tu học. Ơn đức thầy này vô cùng to lớn. Chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ độ trì cho thầy được pháp thể tinh an, thanh tâm thường lạc, Phật đạo tinh thần và chúng sinh dị độ. Và hôm nay nhân ngày khai pháp đầu năm, đạo tràng chúng ta tổ chức chúng con có ít tịnh tài và tịnh vật, mà giờ này tại đến pháp đường chúng con thành kính dâng lên cúng dường thầy, ngưỡng mong thầy từ bi hứa cả đạo thọ để hàng Phật tử chúng con được an tiên công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu, giờ này hồi đủ duyên lành, chúng ta đã vừa trải qua những cái thời khắc hết sức là ý nghĩa, cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập. Quý vị vì lòng thành hộ trì cho Tam Bảo mà dâng phẩm vật lên cúng dường, chúng tôi xin hứa khả nạp thọ để kết cái duyên này với toàn thể tất cả các Phật tử, dù bất cứ ở nơi nào hay ở đời nào, chúng ta gặp nhau đều có duyên để cùng sách tấn nhau tu hành cho đến ngày được trọn thành kết quả. Vậy giờ này sự cúng dường của quý vị đã đúng như pháp, quý vị hãy hướng lên Tam Bảo lễ Phật lễ Tổ chứng minh cho. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nên này đã từng viên nước cả đạo thọ, chúng con kính cúng dường các bạn. Xin cung thỉnh đạo tràng chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đi giữa dòng đời buôn ba khắp chốn, lòng tôi lo sợ những điều đau thương, tôi sợ người qua lại nhìn nhau trong tim mang hờn oán, tôi sợ những nỗi trái ngang của kiếp sống nhân sinh. Tôi nguyện cầu đấng Như Lai luôn bên tôi và che chở từ bi cho nhân loại, yêu thương nhau dù gương mặt trắng thân quen. Tôi nguyện cầu đấng Như Lai cho tôi yêu thương những ánh mắt vô tình, cho tôi được gieo duyên lành đi khắp chốn, nguyện suốt muôn đời.